Vâng, cho live stream cho mọi người xem. Phay hay là sao vậy anh? Ừ, chị phay. Ui. Có phải hả? Mọi người thi đấu á. Có hả? Chào mọi người nhá. Mọi người anh em chia sẻ với nhau giúp em đúng không ạ? Trận bán kết nhá. Bán kết giữa Hải Đăng gặp Đức Phát. Trận này hay lắm mọi người ạ. Ui. Đây sẽ đấu thứ nhất, điểm số 1-0 cho Đức Phát. Hay thế. Mọi người xem giúp em, mọi người chia sẻ video lên chợ Cù Lông giúp em đi ạ. Trận này rất là hay nên là anh em chia sẻ video lên chợ Cù Lông nhá. Điểm số 2-0. Lần thi đấu gần đây nhất là Hải Đăng giành chiến thắng nên là lần này anh Đức Phan rất quyết tâm. 2-0. Đây là trận bán kết thứ hai. Trận bán kết thứ nhất là anh Tiến Minh đang đánh với Tiến Tuấn. Trận này hay lắm anh em ơi. Này họ dự đoán là 3 set. Chào mọi người nha, mọi người giúp em chia sẻ đi. Trận này rất là hay nên là mọi người giúp em chia sẻ video ạ. Chia sẻ lên chợ ạ. Hay thế. Nếu mà cứ đeo như thế này thì Hải Đăng rất là bền luôn. Hải Đăng là sở trường cầu bền. Nếu cứ đeo như thế này thì... Điểm số 3-0 rồi. Anh Phát rất quyết tâm trả thù. Lê Đức Phát quyết tâm trả thù. 3-0 rồi. Mọi người chia sẻ video lên mấy trăm người xem nào. Chia sẻ lên trận đấu rất là hay ạ. Hay thì mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mọi người xem chất lượng mạng có tốt không ạ? Những đường cầu đeo hay thế. Đập cầu tốt. Điểm số 1-3. Hải Đăng có thân hình bé hơn. Hải Đăng cao 1m69. Năm sinh năm 2000. Còn anh Đức Phát thì cao lắm. Không biết cao mét bao nhiêu, chắc 1m80. Trên 1m8. Còn trận bán kết thứ hai thì Tiến Minh đang dẫn với trước Tiến Tuấn với điểm số 18-4. Trận đấu đấy thì chênh lệch rồi. Anh em xem trận này. Ui. Đập cầu tốt. Anh Phát anh cao lên, anh đập rất là mạnh mọi người ạ. Nếu mà hất cầu không dựng răng sau thì nát sân. Điểm số 4-1. Chào anh em nhá. Chào 130 người xem. Mọi người chia sẻ video giúp em liệu. Chia sẻ đến chợ. Trận đấu này rất là hay nên là mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ mạnh hơn để nhiều người xem ạ. Điểm số 4-1. Hải Đăng thủ rất lì luôn. Học vẫn muốn cổ vũ cho Hải Đăng vì Hải Đăng là thần tượng. Hải Đăng bé hơn. Ui. Đây là sắc đấu thứ nhất ạ. Ok, mạng ok là tốt rồi. Chào 150 anh xem nhá. Người chúc mọi người xem video vui vẻ. Đây là hai tay vợt trẻ tài năng triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam, Hải Đăng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đức Phát Quân Đội. Cầu ngoài sân rồi. Dạ. Lê Đức Phát là thằng đang được huấn luyện viên người Indo. Tất ạ, ai cũng được, ai cũng được thầy Indo dạy, đang tập cùng nhau mà. Hay quá. Một pha chém cầu rất hay. Lên đâu.
ngoài ghế ngoài. Điểm số 26. Đợi chút nha. Dạ. Kê cầu không có lưới, điểm số 36 ạ. Cho 200 người đang xem nhá. Mọi người chia sẻ giúp em lên 500 người xem ạ. Điểm số 36, D sang đường thứ nhất ạ. Hải Đăng giao cầu. Đúng rồi, mọi người cổ vũ cho Đức Phát thì mọi người comment 1, cổ vũ cho Hải Đăng thì comment 2. Nói chung là Đức Phát hơn tuổi Hải Đăng. Đức Phát sinh năm 98, Hải Đăng sinh năm 2000. Hay thế. Ui. Dã man. Hải Đăng bắt đầu. Hải Đăng bắt đầu xô rồi. Bao giờ Hải Đăng đánh phải xô lên thì Hải Đăng lúc đấy bắt đầu bên vào tay mọi người ạ. Đầu tiên thì Hải Đăng khởi đầu không tốt. Nhưng mà điểm số đang là 46 rồi. Tiến Minh thì đánh với Tiến Tuấn. Sân bên cạnh, Tiến Minh đang thắng một set rồi. Tiến Tuấn thì còn trẻ thôi. Nhưng Tiến Tuấn anh rất là hay. Tiến Tuấn là sinh năm 2K2. Ok anh em cùng chia sẻ video đi. Chia sẻ lên chợ. Đức Phát cao hơn 1m8, em chỉ biết vậy thôi. Cao lắm. Hải Đăng cao 1m69 thôi. Hay thế. Ui. Hải Đăng cứu những quả không tưởng luôn. Trận anh Tiến Minh thì chênh lệch nên là mọi người xem trận này hay hơn. Điểm số 56 cho Hải Đăng. Vâng ạ, Đức Phát thì đánh đôi hay hơn. À đâu, Đức Phát thì đánh cả đơn cả đôi. Đánh đôi cũng hay. Nhưng mà Hải Đăng thì chuyên đơn thôi. Nếu mà cứ đánh đeo đeo như này thì... Có ạ, chị Trang tí nữa mới đánh ạ. Anh em cổ vũ ơi, chào 250 người đang xem nhá. Mọi người dự đoán trong ai thắng ạ? Học dự đoán là Hải Đăng sẽ giành chiến thắng 3 set. Nhưng chưa biết thế nào. Ui. Hải Đăng đánh bền lắm. Hải Đăng trận đấu này quá hay luôn. Hay nhất rồi. Hay thế. Hay quá anh em ơi. Anh em chia sẻ cổ vũ cho các vận động viên đây ạ. Đơn nữ có ạ, chị Linh có. Chị Linh với chị Trang có. Chị Linh với chị Trang thì vào chung kết gặp nhau rồi. Chắc chắn rồi, điều đấy là chắc chắn rồi. Tiến Minh thì chiến thắng rồi anh ạ. Tiến Minh thì đang đánh sân bên cạnh nhưng mà ai đánh với Tiến Minh thì chưa. Tiến Minh đẳng cấp cao hơn. Đúng rồi, chị Trang đang khởi động, chị Linh cũng đang khởi động, điểm số 7 đều. Có nhá, sau những loạt trận trên sân này thì diễn ra các trận thi đấu đơn nữ. Chị Linh với chị Trang đang khởi động. Chị Linh thì gặp chị Thúy Bắc Cần Thơ. Còn chị Trang thì gặp ai em cũng không rõ nhưng mà dự đoán, nói chung là vào chung kết thì chị Linh gặp chị Trang rồi. Chuẩn lắm, tay Hải Đăng chuẩn lắm. Cầu trong sân. Em chào anh Thịnh ạ. Em chào anh Thịnh Béo nha. Chào 300 người đang xem. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên 1.000 người xem được không ạ? Em rất mong muốn mọi người cho cái live stream này lên 1.000 người xem được. Lên là 300 người, mỗi người cho một chia sẻ nhá. Thì nó lên 1.000 luôn gì. Điểm số 87. Ui. Đập mạnh thế vẫn thủ được. Hải Đăng bay như chim. Hay lắm, Hải Đăng đánh hay lắm. Bé nhưng mà chân nhanh lắm mọi người. Ui. Điểm số 8 đều. Hay quá. Điểm số 8 đều. Thank you.
Mỏi chân của anh ơi. Quốc Hạc. Anh ăn dở? Ăn rồi. Ý. Sao để đây này? Để đây thì có người đi. Điểm số 8 đều. 39 người nhận thương. 101. Bây giờ rồi. Chị Linh thua rồi. Đây là trận bán kết ạ. Bán kết đơn nam. Ơ Hải Đăng, Hải Đăng hai năm nay đánh hay lắm. Đức Phát cũng hay, nói chung là mua đây à? Ai cũng hay. Nhưng để xem trận này ai hay hơn. Đức Phát thì học Đức Phát rất quyết tâm trận này. Trả thù. Hay thế. Anh Đức Phát, anh Đức Phát anh có lợi thế chiều cao nên là những cái tình huống mà cầu mà cứ lơ lửng không qua được, không xuống cuối sân thì anh ấy cao, anh có lợi thế anh bỗ xuống. Tiến Tuấn đang đánh với Tiến Minh ạ. Đang Tiến Minh đang dẫn 11-3 rồi. Điểm số 9-8. Ui. Úi giời. Điểm số 9 đều. Hải Đăng thủ rất hay. Hải Đăng đánh nó không đập nhiều đâu. Hải Đăng đánh cầu bền cơ. Cứ đeo đeo thôi. Mọi người tang bạn bè vào đây xem nhá. Ai đang xem thì tang bạn bè hoặc là chia sẻ để cho bạn bè anh em cùng xem nhá. Trận đấu rất là hay, ở ngoài sân 400 người xem rồi. Anh em chia sẻ lên 500 người xem đi, 1.000 người xem nào. Trận đấu hay như này phải có 1.000 người xem chứ. Mọi người chia sẻ cho anh em bạn bè vào đây xem ạ. Điểm số 19, Đức Phát đang dẫn 1 điểm. Trận đấu này nếu mà có... Cổ vũ đi. À, đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 danh giải Zonex Sunrise diễn ra tại Đồng Nai ạ. Đây là ngày thi đấu thứ tư rồi sao ạ? Ngày mai là đánh chung kết, tối mai đánh chung kết. Chào anh em nhá, anh em chia sẻ với em đi ạ. Điểm số 11-9, nghỉ giữa hiệp. Anh em cùng cổ vũ cho các vận động viên nhá. Vừa xem vừa giúp em chia sẻ với nhau ạ. Em mỏi chân quá. 1-4. Kia 14-4. Mình được gác quá. Hello mọi người. Bé là chim. Giờ ta biết ăn thịt vịt đó. Là chim hay tiền công đấy. Điểm số 10-11. Đây là trận đấu số, đây là trận đấu thứ nhất. Điểm số 10-11. Cầu ngoài sân điểm số 12-10. Em không rõ kênh nào chiếu. Em có biết có khi là ngày mai mới chiếu. Ngày mai chung kết mới chiếu. Điểm số 12-10, Đức Phát đang dẫn. Trận đấu này nếu mà có kết thúc thì nếu mà 3 xét thì có vẻ hơn tiếng. Chắc chắn là hơn tiếng rồi. Nếu mà 3 xét. Ngoài rồi. Ui. Mọi người đang cổ vũ, nhà thi đấu đang rất là nóng ạ. Điểm số 13-10. Ô, anh em cổ vũ cho Hải Đăng thì cổ vũ cho Đức Phát thì cổ vũ ạ. Em cổ vũ cho cả hai. Anh em cổ vũ cho bình luận viên nữa nhá.
Bình luận viên đẹp trai vui tính. Hay quá. Hay thế nhỉ. Ui. Sát thế. Vâng ạ, các điểm số 14-10. Anh Phát anh vừa có một phần sủi cầu lật lưới. Anh không biết Trần Ly ơi. Chào 350 người đang xem ạ. Vâng, mỏi chân lắm rồi. Nói chung vừa live stream vừa tập chân luôn. Hay thế. Hải Đăng chuyên có kiểu bay. Ui. À, điểm số 15-10. Cách biệt là 5 điểm. Anh Thu Hải Đăng em ạ. Ngoài sân rồi, 16-10. Ok mọi người, em đã không có ghế ngồi nên là mọi người cho em cái chia sẻ động viên tinh thần em đi. Chia sẻ đến chợ Cổ Lông ấy ạ. Điểm số 11-16. 5 điểm chưa nói lên điều gì hết. Chào 370 người đang xem nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Chúc anh em xem cầu vui vẻ. Ok, có một bạn comment bố láo thì cho nó bay luôn nhá. Chặn luôn. Sao vào live stream người ta nói vào vậy? Anh mỏi chân quá em ơi. Anh vừa đi, lúc anh đi đánh cùng với anh rồi. Điểm số 17-11. Đức Phát giao cầu. Đức Phát trận này rất là quyết tâm ạ, trả thù. Đập cầu tốt, điểm số 12-17. Sang bên cạnh chị Trang đang đánh với Thúy Bắc Giang. Hai người đều ở Bắc Giang nhưng mà chị Trang đang tập ở trong thành phố. Đúng rồi anh em thấy cái thằng Tun Tun nó đang nói bu láo đây anh em. Anh em mình quân đội tấn công là thắng. Sao vào live stream người ta nói vào vậy. Con nhà không học có thế anh em ạ. Không chấp mấy bọn đấy, cho nó bay luôn. Điểm số 17-12. Mạng này kêu lắm. Mọi người mạng có ổn không ạ? À? Em thấy nét mà lag là do đường truyền của mọi người chứ mạng bình thường mà. Ui ôi. Ui. Điểm số 13-18. Anh Mai kia rồi. À điểm số 15-18 ạ. Hải Đăng cố lên. Điểm số 15-18. Anh em tập trung xem à. Hải Đăng chuyên răng lội ngược dòng ấy. Ui ôi. Hải Đăng toàn cứu những quả mà tưởng chết rồi ạ. Ui. Gần sắp 500 người xem rồi. Điểm số 19-15 ạ. À.
Mọi người mọi người cho em quả chim sẻ đi. Chia sẻ nó chim sẻ. mọi người sờ chim sẻ em Phát. Điểm số 19-15 rồi ạ. Mọi người chia sẻ lên 1.000 người xem đi ạ. Chia sẻ là được tặng áo đó. Chia sẻ nhiều. Ai dự đoán kết quả đúng trận đấu này em sẽ tặng cho cái gì? Mày thích tặng cái gì? Đây là sắc số 1 anh Phương ạ. Anh Phương ơi, sắc 1 ạ. Điểm số đang là 19-15, Đức Phát đang dẫn. Đứng hay lắm anh em ạ. Ui, hay thế. Trong đấy. Trận đấu này mà kết... Ui, còn ngoài sân. Anh em thấy hay không ạ? Quá hay chứ. Em có ghế ngồi hơi mỏi chân ạ. Đang bị loạn chuột rút chết. Nghi đó. Có tình trạng chuột rút đi. Bây giờ kiếm đâu cái ghế bây giờ nhỉ? Có hợp tiếng gió đấy. Môi giới đâu rồi cái ghế nhỉ? Thấy là... Nghe lấy thùng rác ngồi. Ui ơi, 444 người xem, đẹp thế. Mọi người chia sẻ lên 1.000 người xem đi ạ. 400 người thì mỗi người cho một cái chia sẻ thì chỉ có phải lên ui. Ok, kết thúc trận đấu thứ nhất và một pha đập cầu chết luôn. Điểm số 21-16, Đức Phan giành chiến thắng trận đấu thứ nhất. Đúng rồi, Momuta và Chen Long. Em chào 450 người anh xem ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Bên cạnh là trận đơn nữ, chị Vũ Thị Trang đang đánh với chị Thúy Bắc Giang. Điểm số đang là 6-2, chị Trang đang dẫn. Nói chung trận này thì chị Trang thắng rồi. Nhưng mà để xem Thúy đánh như nào thôi. Thúy còn trẻ lắm, Thúy mới sinh năm 2000 thôi. Nhưng mà Thúy đánh năm ngoái được bạc đại hội ạ. Phương Thúy. Đúng rồi, hay lắm anh em ạ. Đúng rồi, Đức Phát đánh hay mà. Đức Phát quyết tâm mà. Vì lần trước gặp, lần trước gặp là Đức Phát thua. Mấy lần gặp gần đây là Đức Phát thua Hải Đăng. Nên là lần này Đức Phát rất là quyết tâm. Anh Đức Phát anh ấy bó cái gì ở bụng ạ? Bó đẹp bụng. Anh Đức Phát ăn Tiến Minh á, cái đấy thì hơi khó anh em ạ. Anh Tiến Minh thì anh ấy trình độ thế giới rồi, đánh với các vận động viên Việt Nam thì chưa thể thắng được anh đấy. Chị Thúy Linh chuẩn bị đánh. Chị Linh đang chuẩn bị đánh. Chị Linh gặp chị Thúy Bắc Giang. Hai người tập cùng nhau. Thì em biết được kết quả trận đấy rồi. Chị Linh ăn rồi. Trận đấu thứ hai, điểm số 0-0. Hải Đăng cần phải thắng xét này. Cầu trong sân. Anh em chia sẻ với em giúp em đi ạ. Điểm số 1-0. Anh em đúng rồi, anh em cổ vũ cho Hải Đăng thắng xét này đi để xem xét 3. Ui. Điểm số 1-1. Phát cầu ngoài. Hải Đăng cố lên. Từ. Em bố mẹ em ở Lai Châu ạ. Bố mẹ em ở ở cạnh quảng trường Lai Châu. Quân đội tiến về Sài Gòn. Em chào mọi người nhé, mọi người chia sẻ với em giúp em ạ. Điểm số 2-1 trận đấu thứ hai.
cổ vũ cho Hải Đăng thắng thắng trận này đi để xem trận đấu thứ ba. Chết rồi. Anh Thịnh, cổ vũ cho anh Thịnh ơi. Điểm số 2 đều. Em là em mong Hải Đăng thắng trận này, xem 3 set cho nó hay. Cầu ngoài sân. Điểm số 4-2. Đúng rồi, anh Phát chỉ có quả sủi lưới, quả bò nhỏ trên lưới rất là xoáy, rất là sát. Điểm số 4-2. Cầu tốt, điểm số 3-4. Đúng rồi, ai đoán đúng tỷ số trận này em sẽ tặng cho mọi người một hộp quân cán chống trơn. Ok không? Cho anh em vừa xem vừa được tặng quà cho anh em nó sướng. Đức Phát thì tấn công tốt hơn ạ. Anh Đức Phát thể hình to hơn, lợi thế hơn, tấn công khỏe hơn. Nhưng mà Hải Đăng thì lại đeo bám tốt hơn. Đập cầu tốt. Đức Phát rất quyết tâm. Đức Phát nhìn lên trời và đang rất quyết tâm. Điểm số 6-3. Anh em chia sẻ video giúp em đi ạ. Chào 500 người xem nhá. Trận đấu rất hay ạ. Cầu lại ngoài thôi. Mọi người ơi, đôi giày của hai vận động viên đang đi là đôi giày Yonex màu cam, 65 cam. Điểm số 8-3 rồi. Hải Đăng bước vào giải đấu này phong độ không được tốt. Năm nay đánh tự hỏng nhiều. Chưa. Cầu tốt, điểm số 4-8. Anh em cổ vũ cho đúng rồi. Đức Phát rất mong muốn thắng trận này để bước vào trận chung kết. Trời ơi, Đức Phát đập cầu ra ngoài. Điểm số 5-8. Chào 500 người xem nhá. Chung là buổi tối về. Điểm số 5-8. Anh em, những ai đang xem thì hãy giúp em chia sẻ video nhá. Chia sẻ lên chợ Cổ Long ạ. Vì có rất nhiều người đang mong muốn được xem trận đấu hay như thế này. Vì đây là hai vận động viên trẻ triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam. Nên là mọi người giúp em chia sẻ để cho nhiều người vào đây học tập ạ. Điểm số 6-8. Hải Đăng bắt đầu sung rồi. Hải Đăng thì nhìn như Momota. Đức Phát thì nhìn như Trang Long. 6-9, 9-6. Ui, đập cầu tốt. Hải Đăng có kéo lưới bên trái hay thật. Mọi người cùng tang bạn bè vào nhá. Tang bạn bè vào để xem trận đấu này. Trận đấu này nó hay như này thì không xem thì phí ra mọi người ạ. Nếu mọi người không đi được đến Đồng Nai xem thì mọi người có thể chia sẻ để cho bạn bè mọi người vào xem. Điểm số 7-9. Ui, điểm số 8-9. Em thì em cũng chỉ quay lại cho mọi người xem thôi. Nếu em không quay thì mọi người không có chỗ để xem.
nên là anh em xem thì chia sẻ với em giúp em. Anh em không đến được đây thì em quay cho anh em xem thôi. Chứ nên là mọi người hãy giúp em chia sẻ nhá. Đúng rồi, hôm nọ em đánh với Hải Đăng được 700 người xem thôi mà. Nên là trận này hay hơn thì mọi người phải chia sẻ lên 1.000 người xem. Chào 600 người xem nhá. Ui, chia sẻ lên 1.000 đi, em chưa bao giờ được 1.000 người xem. 500 người, mỗi người cho một chia sẻ lên chợ thì chắc được 1.000 ạ. Điểm số 18. Đúng rồi, Đức Phát tấn công tốt hơn. Đức Phát đập quả nào thì hôm nay Hải Đăng mỏi quả đấy. Em chào anh Hùng Lê, anh Hùng Lê chia sẻ với em giúp em đi. Ui, hay thế nhỉ. Thực sự xem các thần tượng, xem hai tay vợt này đánh học được rất nhiều thứ luôn. Hay thế nhỉ. Người thấy hay không ạ? Hay thì chia sẻ đi. Chúng em xem mà không dám muốn nói cái gì hết. Chỉ muốn nhìn vào trận đấu thôi. Hay quá. Ôi, đập cầu ra ngoài. Hay thế. Mọi người có thấy hay không ạ? Anh cảm ơn Học Nguyễn nhá. Học Nguyễn là một bạn vận động viên phong trào, đánh rất hay, đang đánh rất lên tại giải đại sinh viên Hà Nội. Ok, điểm số 9-10 rồi. Bắc Ninh thì không còn ai đâu ạ. Ui, Hải Đăng có quả chém khó chịu lắm anh em. Ui, em nói nhiều mà. Đánh cầu xuống đấy cả. Điểm số 11-9. 600 người xem ngay. Chết rồi, mỏi chân quá. Đây là set 2 ạ, điểm số 11-9. Set 1 Đức Phát thắng. Trận nữ thì trận nữ xem không hay bằng trận này được. Nên anh em xem trận này nhá. Điểm số 11-9. Điểm số 10-11. Cầu không qua lưới, điểm số 11 đều. Hải Đăng cố lên. Ui, đập cầu tốt. Điểm số 12-11. Set 1 Đức Phát thắng. Ui,
Một pha cầu lật lưới, điểm số 12 đều. Quá căng thẳng, quá kịch tính, quá hay. Cầu trong sân. Vâng, Đức Phát có vẻ Đức Phát chúng ta tôn trọng trọng tài đi ạ. Điểm số 13-12. Chào 600 người đang xem ạ. Pha cầu đấy thì một cổ động viên đang đề nghị thay trọng tài. Nhưng trọng tài bắt chuẩn mà. Điểm số 13-12. Mong Hải Đăng thắng trận này để xem trận đấu thứ 3. Thôi anh em không đừng bàn luận gì hết, tập trung trận đấu đi ạ. Điểm số 13-12. Hay thế. Ui. Wow. Quá hay cho Hải Đăng. Điểm số 14-12. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy giúp học chia sẻ video này nhá. Điểm số 14-12. Trận đấu thứ 2. Cố lên. Em không phải là Hùng à, em là Học ạ. Em nick Quốc Học sao lại đọc em là tên Hùng sao? Em là Quốc Học. Điểm số 13-14. Xác 1, Đức Phát thắng. Chào 700 người đang xem ạ. Đập cầu không qua lưới. Điểm số 15-13. Đức Phát đánh áp Trúc 77, căng 14 cân nha anh em. Vâng, đổi qua đây. Mọi người xem mạng ok chưa ạ? Chất lượng mạng được chưa ạ? Điểm số 15 đều. Cầu ngoài sân. Sao lại lag mạng, em thấy bình thường mà. Mọi người cho em biết là chất lượng mạng có được không ạ? Em thấy mạng bình thường mà. Nếu đấy là do mạng của chất lượng, đấy là đường truyền của mọi người thôi. Điểm số 16-15. Hay qua đi.
Cầu ngoài sân điểm số 17-15. Điểm số 17-15. Hay thế nhỉ. Học học chúc cho Hải Đăng thắng set set này để chúng ta được xem set đấu thứ 3. Điểm số 17-15. Điểm số 16-17. Hay quá. Chúng ta cùng xem đi, không nói nhiều nữa. Ui. Hay quá Đăng ơi. Điểm số 18-16. Chúc mừng nha. Sọc quá. Cầu ngoài sân. Điểm số 19-16. Vâng, Tiến Tuấn đã đằng sau. Tiến Tuấn vừa đánh với Tiến Minh. Anh Tiến Minh thắng ạ. Nói chung là Tiến Tuấn còn rất trẻ, còn rất tài năng. Wow. Một pha đập cầu bật. Một pha đập cầu rất là bật, rất là cao, đập rất là tốt. Điểm số 17-19. Chúng ta cùng chúc cho Hải Đăng thắng set này để chúng ta được đón xem trận đấu thứ 3. Đây là trận bán kết. Tám trăm người xem à? Ui, wow, hay lắm Đăng ơi. Điểm số 20-17 thôi. Ui, chúng ta được xem trận đấu thứ 3 rồi. Ui, con kìa, hay thế nhỉ? Mọi người thấy không ạ? Ông Hải Đăng cứu những pha cầu mà chúng ta tưởng chết rồi. Đến cả vận động viên còn tưởng chết. Khán giả cũng tưởng chết. Nhưng mà nó lại không chết. Hay quá. Set 2 Hải Đăng thắng 21-17. Chúng ta cùng xem set đấu thứ 3. Quá hay luôn anh em ạ. Học dự đoán là 3 set mà. Dự đoán 3 set và hơn 1 tiếng. Ôi. Xem 3 set với 2 anh em ạ. Ok mọi người nhá. Mọi người hãy giúp em chia sẻ cái livestream này đến nhiều người để nhiều người có thể xem trận đấu này ạ. Và em cũng rất mong muốn trận đấu này được 1.000 người xem. Vì trận đấu này rất là hay. Nên là nhờ mọi người hãy giúp em chia sẻ video này nhá. Để 1.000, để lần đầu tiên livestream này được 1.000 người xem ạ. Đôi nam sau những trận đấu trên sân thì sẽ diễn ra những trận đấu đôi nam. Nên là mọi người cứ ở đấy, em sẽ phát cho mọi người xem. Chị Trang thì chị Trang vừa thắng một set rồi. Chưa hết được đâu mọi người ơi. Các vận động viên chuyên nghiệp thì không phải như phong trào đâu mà hết win. 3 set không hết được đâu. Set đấu thứ 3, điểm số 0-0. Hãy đăng giao cầu. Cầu ngoài sân.
Điểm số 1-0. Đây là hai vận động viên tương lai của cầu lông Việt Nam. 1-0 cho Đức Phát. Ngoài sân rồi. Điểm số 1-1. Điểm số 1-1. Ôi ôi, hay thế. Ui, hai nhịp kìa. Ôi dồi ôi. Hay quá mọi người ơi. Chúng ta sẽ không so sánh gì nữa, chúng ta chỉ chờ đợi kết quả trận đấu này thôi. Điểm số 2-1. Ai thắng thì cũng xứng đáng. Ai giành chiến thắng cũng xứng đáng. Mà Hải Đăng thì trẻ tuổi hơn. Hải Đăng sinh năm 2000, Đức Phát sinh năm 98. Ôi anh em ơi đừng bắn tim nữa. Mọi người đừng bắn tim, nó lag đấy. Anh bưng được cái cặp em không? Bưng thử đi. Cái gì? Rồi, chạy đi. Hải Đăng cao 1m69 ạ. Còn anh Đức Phát thì chắc cao hơn 1m8. Điểm số 2-1. Mỏi chân quá. Hay thế. Mọi người có thể thấy một pha xoa cầu Hải Đăng ạ. Cầu rất nhanh. Hải Đăng có những pha chém cầu rất là khó chịu. Điểm số 2-2. Quá hay. Trận đấu quá công hiến. Hai người đều quyết tâm vào chung kết. Ui hai nhịp kìa. Wow, hay thế. Quá hay cho Hải Đăng. Một pha phòng thủ quá tốt. Học nói rồi, Hải Đăng có những pha phòng thủ cầu rất là tốt. Đập mạnh mấy thì cũng chết được. Điểm số 3-2. Mọi người xem nhớ chia sẻ video nhé. Trận đấu này rất là hay ạ. Nên là 700 người hãy chia sẻ video cho em nhé. Điểm số 3-2. Ui. Cầu trong sân. Điểm số 3-3. Xét 3 nhé mọi người. Xét 3 nhá. Xét thứ 3 mọi người nhá. 700 người, mỗi người cho em một cái chia sẻ nhá, lên chợ cầu lông ạ. Điểm số 3-3. Xoa cầu hay thế. Không vụng đâu anh ơi. Đây là những tay vợt triển vọng nhất và tài năng nhất của cầu lông Việt Nam rồi đấy. Chỉ sau Tiến Minh thôi ạ. Nên là mọi người đơn nữ chị Trang thắng một set rồi. Đang đánh set 2. Set 3 rồi. Set 3 hả? Đơn nữ set 3 rồi em. Đơn Sách 2 đúng không? Làm gì? Đầu tiên con Trang thắng. Rồi con đi
làm gì mà xếp 3 mình nhanh thế? Vừa rồi làm quý tháng 21 rồi ạ. Cầu trong sân điểm số 54. Đây là giải vô địch cầu lông diễn ra tại Đồng Nai nhá. Điểm 54. Ui. Chào Ngọc Lan nhá. Ngọc Lan chia sẻ với Du Anh nhá. Lan nhá. Đập cầu tốt, điểm số 5 đều. Hay quá mọi người ơi. Ui. Điểm số 65. Một pha lên bồ lưới tốt của anh Phát. Ai thắng cũng là người xứng đáng. Điểm số 6 đều. Đây là set đấu thứ 3 nha mọi người. Điểm số 6 đều. Rất căng thẳng, rất kịch tính, rất hay. Wow, hay thế. Ok anh Đình Toàn ơi, anh cần động viên các vận động viên chứ không nên nói như vậy. Anh nói như vậy thì em sẽ cho anh ra khỏi live stream nhá. Điểm số 7 cầu ngoài sân rồi. Điểm số 86 cho Hải Đăng. Đức Phát đánh Hải Đăng đánh A Chốc 99. Đức Phát đánh A Chốc 77. Hải Tê đập cầu trong sân. Mọi người thấy không? Thật sự là Hải Đăng phản xạ rất tốt luôn ạ. Hải Đăng đơn nhưng quả thủ cầu rất là mạnh. 19 nhỉ? Điểm số 96 cho Hải Đăng. Mọi người cổ vũ cho Đức Phát thì cổ vũ cho Hải Đăng thì cổ vũ nha. Chào 800, gần 800 người xem rồi. Hay thế. Ui. Đập cầu tốt. May cho anh em mà em lấy kịp sạc dự phòng không thì sập nguồn. Điểm số 17 cho Hải Đăng. Ôi, nói lắm mệt thế. Wow, có cứu được kìa. Ui, cầu ngoài sân. Hay quá Đăng ơi. Điểm số 11-7, chúng ta đổi sân. Đổi sân xem kết cục trận đấu như nào. Hải Đăng quá xuất sắc. Hải Đăng quá hay. Đúng rồi anh ơi. Có một tên nó nói va vẩn, anh em chửi chết cho nó chết đi. Đang xem cầu lông vào cứ nói liên ta ăn thiên. Ta đánh bằng người ta đâu mà phán xét người ta.
Đúng rồi anh ơi, đây là các vận động viên chuyên nghiệp ạ. Chúng ta nên cổ vũ cho các vận động viên ạ, chứ đừng nói những lời như vậy. Lớn cả ơi, đừng nói như vậy. Người ta không đánh hay nhưng người ta cũng đang số 1, số 2 Việt Nam đấy ạ. Đức Phát đánh A Chốc 77, căng 14 cân. Khiếp. Xét 3 mọi người nhá, điểm số đang là 11-7, Hải Đăng đang dẫn 4 điểm thì chưa nói lên được điều gì hết, nhưng mà Hải Đăng... Đúng rồi, Hải Đăng thì thể lực bền hơn Đức Phát. Đức Phát thì tấn công tốt hơn. Đúng rồi ạ. Chúng ta lên cổ vũ cho các vận động viên nhá. Nóng quá. Điểm số 11-7. Ai cũng, đây là giải mạnh nhất của cầu lông Việt Nam, ai cũng muốn ghi mình vào trận chung kết mà. Hai vận động viên rất nỗ lực. Chúng ta cổ vũ nào, 11-7. Cầu không qua lưới, điểm số 8-11. Wow. Hải Đăng đeo bám tốt thật đấy. Hải Đăng tay khéo kinh khủng. Ui. Hay quá mọi người ơi. Tỷ số đang là 9-11, xét đấu thứ 3. Một pha đập cầu đập quá hay. À, sân bên cạnh điểm số đang bao nhiêu nhỉ? 14 mấy? 14-4 à? 14 đều. 14 đều á? 14 đều. Wow. Sân bên cạnh chị Trang, mà chị Trang đang đánh với Thúy. Thúy đánh hay thế. Đơn nữ bên cạnh đang là 14 đều xác 3. Hả? Cái gì? Thúy đánh hay quá anh em ạ. Thúy sinh năm 2000 mà. Nói chung mọi người chia sẻ với em giúp em lên 1000 mắt đi ạ. Anh em nhá, 900 người ở đây thì mỗi người cho một cái chia sẻ nữa là lên 1000 mắt thôi. Trận đấu rất hay, anh Đức Phát đi đâu rồi? Đây kia. À, đi thay quần. Có người đang bình luận là thay quần.com rồi đây rồi. Đúng rồi, đánh như vậy ướt là đúng rồi mọi người. Đánh như này tiêu hao bao nhiêu sức lực. Cầu lông rất là mệt mọi người ạ. Cầu lông là một trong những môn mệt nhất đấy. Điểm số 9-11. Ui, chuyến nhau quả kéo chéo. Hay thế. Điểm số 10-11. Ui. Hay thế nhỉ. Vẫn còn kìa. Hay thế. Tất cả các mọi người đang. Ui. Wow. Trời ơi, ai nữa giành chiến thắng đây. Ui.
Anh em ơi, pha cầu lúc nãy có đáng là 1.000 mắt đâu ạ. Hay quá mọi người ơi. Nói chung là ai giành chiến thắng cũng xứng đáng thôi ạ. Ai cũng muốn vào chung kết gặp Tiến Minh chứ. Điểm số là 11 đều. Thực sự thể lực phải quá khỏe. Hôm nọ em thua Hải Đăng 21-18, 21-19 ạ. Điểm số 11 đều. Ui, hai nhịp kìa. Cần hạn chế những pha hai nhịp, không là hỏng à. Ui, nhà thi đấu đang rất nóng vì những tiếng cổ vũ của các khán giả. Điểm số 12-11. Chung kết tối mai đánh nhá. À, một pha đập cầu tốt, trọng tài bắt cầu tốt, điểm số 13-11. Chín trăm người xem rồi mọi người, chào 900 anh em, 900 anh em cho em một cái chia sẻ lên 1.000 mắt thế nào. Trận đấu rất hay ạ, 13-11 rồi. Những ai chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Đức Phát đang giơ cánh tay lên trời thể hiện sự quyết tâm. Cũng đúng rồi, vì học thế anh Đức Phát đang rất quyết tâm anh em ạ. Điểm số 14-11. Hay quá anh em ơi. Điểm số 15-11. Đức Phát đang rất cố gắng anh em ạ. Chúng ta cổ vũ nào. Hay thế. Đức Phát đang rất bình tĩnh anh em ạ. Hay thế nhá. Wow, đúng rồi, anh Đức Phát đi thay quần. Phát là hay là từ sau anh em mình đang đánh bị dẫn đi thay quần nhỉ. Chết rồi, anh Đức Phát vừa mới chia sẻ từ sau chúng ta đi đang đánh cầu mà bị dẫn nhiều điểm, chúng ta đi thay quần nhá. Điểm số 16-11. Xem 1.000 người xem rồi, 960 người rồi anh em. Điểm số 16-11. Ui, điểm số 12-16, cách điệp 4 điểm. Ui, anh em đừng bắn tim nữa, lag đấy. Đừng bắn tim nữa, làm ơn đừng bắn tim nữa. Điểm số 17-12.
Hay quá đi. Điểm số 13-17. Ôi, 1.000 người xem rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nha. Ủa, đừng bắn tim nữa, lag đấy. Lần đầu tiên mọi người giúp em chụp màn hình lại nhá. Hay thế. Nhờ mọi người điểm số 14-17. Nhờ anh em chụp màn hình lại giúp em nhá. Lần đầu tiên like được 1.000 mắt. Sướng. Điểm số 14-17. Một 3 điểm nữa mà. 3 điểm thì Hải đang lì lắm. Mọi người đừng bắn tim nữa. Làm ơn đừng bắn tim nữa. Bắn tim mà sập nguồn đấy. Đừng bắn tim nữa anh em xem đi, đừng bắn tim nữa. Điểm số 14-17. Ui. Đập mạnh thế mà không chết. Ui. A. À. Đập cầu tốt. Hải đang học thế là Hải đang thủ cầu bên trái tay đấy là bị chết bao nhiêu quả. Hải đang thủ bên đấy yếu hơn bên thuận tay. Điểm số 18-14. Hay quá anh em ạ. Chào 1.000 người anh xem nhá. Ui. Điểm số 19-14, Hải đang cố lên. Thôi ai thắng cũng xứng đáng thôi, anh em tập trung xem ạ. Chết rồi. Hay thế. À! Vâng ạ, à, anh Đức Phát vừa mới nhìn lên trời và nói chung là nhìn thế là biết là đang rất quyết tâm rồi ạ. Anh Phát thắng này cũng xứng đáng đó mọi người ạ. Nào, xem ai là người chiến thắng nào. Cầu ngoài sân. Ôi ôi ôi. Hay quá anh em ơi. Chúc mừng anh Đức Phát nha. Hay quá. Dạ. Chúc mừng anh Lê Đức Phát đã chiến thắng trong 3 set. Nhà thi đấu im lặng rồi. Tại sao không cổ vũ nhỉ? Tại sao không cổ vũ chúc mừng anh ấy nhỉ? Vẫn có 1.000 người đang xem này. Anh em... Hay quá anh em ơi! Bây giờ đến trận đôi nam ạ. Mọi người cùng đừng rời khỏi màn hình. Đừng rời... Mọi người chúc mừng anh Phát đi ạ. Mọi người chúc mừng anh Đức Phát đi ạ. Chúc mừng anh, xin chúc mừng anh Đức Phát. Chúng ta đừng giờ có màn đây mà chúng ta xem tiếp trận đơn nữ rất hay giữa chị Nguyễn Thùy Linh gặp cái gì Thúy nhỉ. Sau mấy trận này là sẽ đến các trận đôi nam ạ. Trận đôi nam hôm nay rất hay. Có một trận là giữa Tuấn Đức Hồng Nam gặp Bảo Minh Bảo Đức. Không ai ạ, đây là đánh cá nhân mà. Ui, trận chị Trang bao nhiêu rồi? Hả? 4-1 à? Thúy dẫn á? Hay là chị cho Thúy vào chung kết nhỉ?
Ok, chúng ta cùng xem trận đơn nữ ạ. Đơn nữ giữa chị Nguyễn Thùy Linh hay chúng ta thích xem trận chị Trang ạ? Có thể chị Trang sẽ hay hơn. Chị Trang đang đánh với Thúy. Thúy đánh hay thế. Thúy không đánh với chị Linh cũng 3 xét mà chị Trang 3 xét. Thúy triển vọng à. Ok, bây giờ em sẽ quay trận chị Trang với chị Thúy đánh nhá. Đứng tư hôm nay nói lắm quá. Đấy, anh em cùng xem ạ. Đây trận đơn nữ ạ, chị Trang gặp Thúy ạ. Điểm số đang là 4 đều sang đấu thứ 3. Đây là set đấu thứ 3. Thúy đánh hay thế. Thúy từ đầu trận đấu, từ đầu mùa giải bây giờ đánh nguyên 3 set. Bây giờ vẫn khỏe vậy. Mọi người có thể nhìn thấy chân của Thúy như kiểu gắn motor vào. Chạy nhanh khiêu. Đánh hay thật. Ui. Đông khán giả mà mọi người ơi, ngồi hết khán đài bên này ạ. Điểm số 6-4 cho Phương Thúy. Phương Thúy là em của chị Trang. Cùng là Bắc Giang nhưng mà chị Trang đang tập trong thành phố Hồ Chí Minh. Phương Thúy sinh năm 2000 nha. Đây là trận bán kết nha, ai thắng thì sẽ vào chung kết. Thúy đánh hay lắm anh em ạ. Ui. Còn kìa. Ui. Điểm số bao nhiêu rồi? Điểm số 7 sạch.
Điểm số 76 ạ. Em chào thầy Đức ạ. Thúy đánh hay quá mọi người ạ. Nữ nếu các bạn nữ vào đây mà xem ạ, xem học tập ạ. Chị Trang đánh nó hay rồi mà Thúy đánh Thúy quá hay, đánh quá hay mọi người ạ. Điểm số 76. À, điểm số nó 7 đều ạ, hay thế nhỉ. Mọi người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Thúy sinh năm 2000 ạ. Thúy sinh năm 2000. Chị Trang thì không biết sinh năm bao nhiêu. Trang động tay. Chị Trang chị em 92 ạ. Điểm số 97. Sân bên cạnh là chị Linh Nguyễn Thùy Linh đang đánh. Gặp chị Thúy ở Cần Thơ. Hai người tập cùng nhau. Điểm số đang là 81 rồi. Chị Linh đang dẫn 81. Nói chung là chị Linh sẽ vào chung kết. Còn trận chị Trang giữa Thúy thì chưa biết ai vào chung kết. Đúng rồi, 93, tầm đấy, tầm 92, 93 gì đấy. Nóng thế. Eo. À, Hải Đăng vừa thua anh Đức Phát rồi nhá. Tỷ số đang là 17. Điểm số 11-7 đổi sân nhá. Sau các trận đơn nữ là sẽ diễn ra các trận đôi nam ạ. Thế là mọi người đừng rời khỏi livestream nhá. Sau mấy trận này là sẽ diễn ra các trận đôi nam rất là hay. Ok. Sau trận này là sẽ diễn ra trận đôi nam nhá. Điểm số đang là 11-7. Chị Trang đang dẫn set 3 nhá. Trần Quang. Quay ăn lúc ăn cổ. Không có gì, xin lỗi rồi. Không vướng ạ, không vướng tí nào hết. Sau trận đơn nữ mới đến trận đôi nam ạ. Trận đôi nam rất là hay mọi người ạ. Trận đôi nam cực kỳ hay luôn, nên ai thích xem đôi thì mọi người có thể đợi sau các trận đơn nữ nhá.
mọi người có thể tag bạn bè và để mọi người vào đây xem nhá. Các bạn nữ vào đây học tập nhá. Đây là những tay vợt hàng đầu của cầu lông nữ Việt Nam ạ. Đây là Phương Thúy Bắc Giang sinh năm 2000. Còn bên kia là chị Trang. Chị Trang thì số 1 Việt Nam ạ. Chị Trang bảng xếp hạng đang là số 1. Điểm số đó là 11-7. Xét đấu thứ 3. Tỷ số 12-7. Đức Phát thắng Hải Đăng nha anh em. Đức Phát đã xuất sắc giành chiến thắng trong 3 set trước Hải Đăng nha. Đức Phát với Tiến Minh vào chung kết ạ. Nói chung là Bắc Giang toàn sản sinh ra những tay vợt hay thôi. Hết chị Trang, bây giờ lại đến Phương Thúy. Mọi người có thấy hay không ạ? Úi ôi, Phương Thúy còn rất trẻ mọi người ạ. Phương Thúy mới sinh năm 2000 thôi. Phương Thúy sinh năm 2000 mà năm ngoái được bạc đại hội ạ. 18 tuổi được huy chương bạc đại hội. Điểm số 13-8. Cầu ngoài sân, điểm số 14-8. Phương Thúy là tài năng đấy mọi người ạ. Phương Thúy tài năng đấy. 14-8. Rồi. Ok, thôi nhé. Làm chân nước. Mùng 10 thì anh đánh xong về. Mấy em bao giờ về? Nó được đồng đúng không? Ông ấy được hơn 1000 người xem ạ. Đấy là hay. Đấy thì em mệt. À, điểm số đang là 15-9 ạ. Đôi nam là Huy Tú Hà Nội gặp Đức Anh Hà Nội và Hồng Nam Tuấn Đức Hà Nội gặp Bảo Minh Bảo Đức Thành phố Hồ Chí Minh. Hai trận bán kết rất là hay. Sau những trận thi đấu trên sân này thì sẽ đến những trận đôi nam ạ. Ok, chào Nguyễn Hải Đăng nhá. Nguyễn Hải Đăng vừa thi đấu rất xuất sắc. Nhưng mà anh Phát giải đấu lần này quyết tâm. Thực sự là anh Phát giải đấu lần này rất quyết tâm.
Hải Đăng này lần trước gặp thì Hải Đăng thắng, nhưng lần này anh Phát đã quyết tâm tỷ số. Hải Đăng và Đức Phát là hai tay vợt. Hải Đăng là tay vợt trẻ rất là triển vọng. Triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam bây giờ mọi người ạ. Hải Đăng sinh năm 2000. Đánh rất là hay. Hải Đăng là thần tượng quốc học nha. Thần tượng. Nói chung đi đánh giải là chỉ mong được gặp Hải Đăng thôi. Thì cuối cùng được gặp thật. Rất hâm mộ Hải Đăng. Điểm số 12-16. Thúy đi. Thúy xin trọng tài đi thay áo. Thay áo hay thay quần không biết được. Hay là bắt chiếc Đức Phát à? Ui. Mọi người ạ, đúng rồi. Mọi người ơi, đúng rồi. Đang đánh đi thay quần mà lại chiến thắng này. Anh Phát lúc nãy cũng thế. Anh Phát đang đánh xong đi thay quần xong thì vào lên một phát thắng luôn. Phương Thúy cũng làm điều tương tự. Liệu có giành chiến thắng không? Đúng rồi em. À, trận Hải Đăng với Đức Phát thì Đức Phát thắng nha mọi người. Đức Phát thắng 3 set và đã thắng nha. À, một cổ động viên rất phấn khích. Sân bên cạnh chị Thúy Linh đang đánh với chị Phương Thúy ạ. Thúy Linh nói chung là hai vận động hai chị tập cùng nhau nên là đã quá hiểu đường cầu của nhau rồi. Chị Linh thì chị đấy đánh hay hơn thì chiến thắng thì vâng. Thúy đi thay quần anh em ạ. Phương Thúy đi thay quần. Mọi người ơi, không có việc thì thi đấu nó căng quá, mồ hôi ra nhiều thì chúng ta thay quần áo thì có gì đâu ạ. Ở đâu là thế ạ? Ướt, mồ hôi nhiều quá ướt thì nó ra sân thì không thể đánh trơn á. Thì đi thay đồ là chuyện bình thường mà, có người đi cùng mà. Thì ngày mai, tối mai đánh chung kết. Tỷ số đang là 16-12 nhưng về chị Trang sẽ đứng thứ 3. Hải Đăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tiếp tục quay lại trận đấu nha. Điểm số 12-16. Các vận động viên đôi nam đang khởi động trên sân rồi.
Chúng ta sắp được xem đôi nam rồi. Ui. Quý mẹ, đánh hay thế. Một phát đập cầu tốt, điểm số 17-12. Thúy thì là em của chị Trang, đều tập ở Bắc Giang, nhưng mà chị Trang đang tập trong thành phố Hồ Chí Minh. Thúy có một thân hình rất là nhỏ nhắn xinh xắn, chân rất ngắn nhưng mà chạy rất nhanh. Điểm số 17-12. Hay thế. Ui. Mọi người có thấy hay không ạ? Hải Đăng thua rồi nhá. Hải Đăng vừa mới thua Đức Phát rồi. Nói chung là ai thắng trận đấy cũng xứng đáng thôi. Một pha cầu quá hay. Điểm số 13-17 cho Phương Thúy. Phương Thúy cố lên. Nhìn Phương Thúy thi đấu thì cảm giác rất nông dân nhé. Nhìn rất từ tốn, nhìn rất có vẻ như là như kiểu là trông nó rất bình thường á. Nhưng mà đánh rất hay. Trông phong cách rất bình thường luôn. Rất giản dị bình thường nhưng mà đánh rất là hay. Chân rất là nhanh luôn ạ. Theo được hết. Này thêm 1-2 tuổi nữa đi. Ui. Điểm số 14-18. Chào Huyền nhá, chào Ngọc Lan, chia sẻ với em giúp học nhá. Hay thế. Ui. Lên hết. Điểm số 19-14 rồi. Thúy cố lên Thúy ơi. Cảm giác như Thúy khỏe kinh khủng khiếp. Thật sự luôn, học cảm giác như là Thúy quá khỏe luôn. Tí nữa phải ra hỏi Thúy là ăn gì khỏe đấy. Chỉ tôi với, chỉ cho anh với. Tí ra hỏi là em ơi ăn gì khỏe thế chỉ anh với. Điểm số 15-19. Đây là Thúy của Bắc Giang nhá. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ 3, 20-15. Thúy đánh như vậy là quá hay rồi anh em ạ. Chị em ạ, nhầm. Thúy đánh như vậy là quá hay chị em ạ. Mới có 19 tuổi thôi. Nhìn như chạy xem hay thế nhỉ.
Hồng Hồng Khánh Thái Bình á. Chưa đánh chị ơi, không biết đôi nữ đánh chưa? Chưa đánh. Ok, các vận động viên đôi nam đang khởi động rồi. Chúng ta chuẩn bị được xem các trận đôi nam rồi ạ. Điểm số 16-20. Thúy cố lên. Lúc nãy live stream được 1.000 người xem mọi người ạ. Lúc nãy trận Hải Đăng với Đức Phát được hơn 1k lượt xem. Bây giờ thì Thúy thể lực rất là tốt. Điểm số 16-20. Trang đang muốn kết thúc trận đấu nhưng mà chưa dễ dàng đâu ạ. Ui dồi ôi, bé nó chạy nhanh thế. Ui dồi ôi, hay thế. Thôi không sao hết, Thúy đánh như vậy là quá hay rồi. Thúy đánh rất hay ạ. Vâng, kết thúc trận đấu rồi. Chị Trang đã giành chiến thắng. Thì theo dự đoán vào thì trận chung kết đôi nữ sẽ là chị Nguyễn Thùy Linh và chị Nguyễn Thị Trang. Chị Linh của Đồng Nai sẽ gặp chị Trang của Thành phố Hồ Chí Minh. Dự đoán như vậy. Chị Trang là áo vàng nhá. Ok mọi người xem đôi nam nhá. Bây giờ sẽ là diễn ra các trận đôi nam này. Ok mọi người, chỉ cần mọi người thích xem thì em sẽ quay cho. Nhưng mà em chỉ mong mọi người là hãy chia sẻ cái video này lên chợ cầu lông để cho nhiều anh chị em được vào đây chúng ta xem và chúng ta học tập. Như đây là giải đấu cầu lông mạnh nhất của một năm, quy tụ tất cả các tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam từ nam đến nữ. Hay thế. Ok anh em, chúng ta được xem trận đôi nam rồi. Ok mọi người chia sẻ video lên chợ giúp em đi. Chúng ta cùng xem hai trận bán kết đôi nam. Trận thứ nhất là trận giữa Tuấn Anh Chí Đức Hà Nội gặp Gia Huy Xuân Tú, Văn Tú cũng Hà Nội. Bốn vận động viên ngủ một giường với nhau, bây giờ vào quyết chiến với nhau. Và đây là trận bán kết đôi nam thứ nhất này. Trận bán kết đôi nam thứ hai sẽ là Bảo Minh Bảo Đức của Thành phố Hồ Chí Minh gặp Tuấn Đức Hồng Nam Hà Nội. Bước vào trận bán kết thì Hà Nội có ba đôi liền. Ba đôi nam của Hà Nội đều vào bán kết. Cho thấy là đôi nam của Hà Nội đang rất là mạnh. Hà Nội mạnh, đôi mạnh hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì đơn mạnh hơn. Ok anh Phạm Đức, trận của... Ok. Trận của chị Linh và chị Thúy là chị Linh đang thắng một set. Set thứ hai chị Linh đang dẫn 11-10.
Ok. Chào mọi người nhá, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chúc mọi người buổi tối mát mẻ. Đây là trận bán kết thứ nhất đôi nam giữa hai cặp động viên Tú Huy Hà Nội gặp Đức Anh Hà Nội. Chị Đức thì sinh năm 2K2. Đôi áo hồng bên cạnh màn hình chúng ta thì trẻ hơn, còn đôi Tú Huy thì lớn hơn. Học dự đoán trận đấu này thì Tú Huy sẽ giành chiến thắng. Tú Huy đánh hay lắm. Bảo Minh Bảo Đức sẽ đánh sau trận. Bảo Minh Bảo Đức sẽ đánh trận sân bên cạnh nhưng mà chưa đánh ạ. Phải đợi trận chị Linh với chị Thúy đánh xong đã thì mới đánh. 1-0. Bắc Ninh không ạ. Bắc Ninh không có đôi nào vào đấy. Hải Đăng thua Đức Phát ạ. Ui dồi, đập như bom. Đức Phát thắng nha mọi người nhá. Em chào thầy Dũng ạ. Vâng ạ, tí nữa em sẽ quay trận mà được tuyển nước Hồng Nam ạ. Điểm số 3 đều. Vâng. Nguyễn Tiến Tuấn là một vận động viên đánh đơn nam giải đấu năm nay vô cùng xuất sắc. Khi đã xuất sắc giành huy chương đồng. Huy chương đồng mà Tiến Tuấn thì được huy chương đồng rồi. Đồng là giải vô địch. Tiến Tuấn vừa đưa cho Quốc học mà. Tiến Tuấn vừa đưa cho học chai nước. Thấy học bình luận khổ quá. Tiến Tuấn đã cho học chai nước. Điểm số 5-3. Đập cầu tốt. Điểm số 4-5. Tú bắt lưới rất nhanh. Trong 4 vận động viên thì Lê Văn Tú là nhỉnh nhất. Úi dồi. Đập cầu tốt. Điểm số 5 đều. Ngày mai Tiến Minh sẽ gặp Đức Phát trận chung kết. Em đánh xong rồi ạ. Mọi người đợi trận chị Linh sân bên cạnh đang đánh. Chị Linh đang dẫn 17-12 set 2 rồi. Sau trận đấy thì chúng ta sẽ xem trận Tuấn Đức Hồng Nam gặp Bảo Minh Bảo Đức nhá. Trận đấu rất là hay. Trận đấu đấy là một trong những trận đấu hay nhất tối nay. Thì chúng ta đợi một tí xem. Tú bắt lưới nhanh lắm. Hay thế. Ngoài.
Ok, sân bên cạnh chị Linh đã giành chiến thắng 2 set. Chúng ta cùng xem trận đấu. Em sẽ giờ mới quay. Ok, chúng ta sẽ xem trận đôi nam giữa Bảo Minh Bảo Đức gặp Tuấn Đức Hồng Nam nhá. Nhà thi đấu rất đông mà. Nhưng mà ngồi hết bên khán đài rồi ạ. Dạ. Vâng. À thì ok anh em. Đây là trận hay nhất của chưa mới đánh liên hiệp. Dạ. Chưa mới đánh liên hiệp. Dạ. Ok mọi người nhá, mọi người cùng chia sẻ với nhau để xem trận được chờ đón nhất của buổi tối hôm nay ạ. Trận đôi nam giữa anh Tuấn Đức Hồng Nam gặp Bảo Minh Bảo Đức. Đôi này mới kinh khủng này. Đôi này mới kinh khủng này. Vừa đi vừa mới đi hách được cái ghế. Không mang cái kia đi à? Có đâu không? Dạ. Ô. Ok mọi người ơi, mọi người cùng xem trận đấu rất là hấp dẫn này ạ. Trận đôi nam giữa anh Tuấn Đức Hồng Nam gặp Bảo Minh Bảo Đức. Đây là hai tay vợt số 1, số 2 của Việt Nam ấy. Đôi nam. Đây là trận đôi nam nhá. Chờ mãi thì cũng đến rồi. Cuối cùng cũng đến. Đây là trận bán kết đôi nam. Em nhờ mọi người lúc nãy vừa trận lúc nãy là có hơn 1.000 người xem. Bây giờ đến trận đôi nam rất là hay, em muốn mọi người chia sẻ giúp em để lên nhiều người xem, để nhiều người vào đi học tập ạ. Em chào thầy Dũng ạ. Vâng. Một lời hỏi thăm từ Văn Thơ Phú Thọ đến Nguyễn Tiến Dũng. Truyền hình. Đúng rồi. Tuấn Đức Hồng Nam ạ. Tuấn Đức trong 4 vận động viên thì Tuấn Đức đánh hay nhất. Tuấn Đức được mệnh danh là Kevin. Xem thằng Hồng Nam đánh mất cả hướng sao. Cái gì? Đánh hay mà nói chung là. Ok anh ơi, chúng ta cùng xem đi. Miễn là đánh hay cho anh em xem là được. À, vâng, đúng. Mọi người thích anh Tuấn Đức hơn. Anh Tuấn Đức đánh cống hiến hơn. Anh Tuấn Đức thân hình bé nhất, bé bé con nhưng mà đánh rất hay. Anh Tuấn Đức đôi nam số 1 Việt Nam và đôi nam nữ cũng số 1 Việt Nam ạ. Có hỏi thăm cả đồng Dũng. Ui. Thấp,
Thầy ơi, thầy giờ thế giờ này em đánh đơn hay không thầy? Vừa hôm nọ được gặp Hải Đăng thầy ạ. Hôm nọ được gặp Hải Đăng, gặp thần tượng. Chúc mừng chị Nguyễn Thùy Linh đã giành chiến thắng và bước vào trận chung kết. Chúc mừng chị nha. Vâng. Hôm nay em về em làm kèo với chị Dũng nhá. Ok mọi người, trận Hải Đăng xong rồi, trận Hải Đăng Đức Phát, anh Đức Phát thắng rồi ạ. Em chào anh. Ok mọi người cùng xem trận đua nam nhá. Học dự đoán thì trận này anh Tuấn Đức Hồng Nam sẽ thắng, nhưng mà đấy là dự đoán thôi, như kiểu dự báo thời tiết thôi. Nhận kèo chú Dũng 12 quả nhá. Nhưng mà thầy Dũng thì chỉ chấp 5 quả thôi. Ok, chúng ta cùng bước vào trận đấu nào. Mọi người chia sẻ video đi để không. Cầu tốt. Ai có ai quay cho con không? Học quay cho chị không em? Có quay một chút. Có. Đánh hay mà. Đó. Không biết là đánh nhiều hay. Thế một đánh hay thì sao? Thế một thì còn nó đánh hỏng, thứ hai thì vào nhịp chậm. Điểm số 2 không? Có 2 thằng mặc áo đen thôi à? Điểm số 1-3. Cái gì ấy chú? Cái gì cười ấy? Điểm số 1-3. Nghe vẻ như kiểu khiêng khiêu kích thái độ quá nhỉ? Vâng. Ok, điểm số 4-1. Mọi người chia sẻ với em nhá. Cầu ngoài sân. Điểm số 5-1. Tuấn Đức đánh rất hay, điểm số 6-1. Hay thế. Ui. Kìa. Làm việc. Wow. Anh em thấy không? Giống Kevin của đấy không? Kevin nó còn ra đổi vợt, nó đẻ vào nó bụp phát. Có khi xem trận bên này các bạn thấy hơn nha. Yeah. Đúng rồi. Hai đôi này cảm giác đánh khiêu khích nhau. Thôi kệ đi. Nhìn. Chết. Xem một ai thắng hay đúng. Không biết. Để ý. Có để ý chân đấy đâu.
Điểm số 9-1 rồi. Mọi người à, em có khi xem trận bên cạnh, trận bán kết bên cạnh hay hơn. Anh em thích xem trận nào? Xem trận bên cạnh học thấy hay hơn đấy. Xem trận bên cạnh Tú Huy với Trí Đức Hồng ấy xem hay hơn đấy. Xem hấp dẫn hơn. Được, Hồng sẽ quay trận bên cạnh cho anh em. Xem trận bên cạnh chắc chắn sẽ hay hơn. Ok, quay trận bên cạnh nhá. Quay bên này luôn. Xem này hay hơn. Bên này xem hay hơn này ạ. Anh em xem trận bên này hay hơn này ạ. Bên kia đánh cảm giác nó cứ khiêu khích nhau, không thích. Đây trận này mới hay này. Trận này mới tranh nhau mới sướng này. Trận bên kia điểm số đang 11-1 rồi. Xem trận này hay hơn. Ui, trận này hay hơn chứ. Sẽ một ai thắng đây à anh? Tú Huy thắng à? Bên kia đang 14-2 rồi ạ. 12-4. Anh em thích xem trận nào? Mọi người thích xem trận nào? Ok, thế em lại chuyển sang trận kia. Tỷ số đang là 13-6.
Điểm số 14-8 nhưng về đôi Hà Nội. Điểm số 9-14. Cầu ngoài sân. Điểm số 15-9. Bắt lưới rất nhanh, điểm số 17-9. Anh có lực anh Tuấn Đức bắt lưới nhanh lắm. Chào anh em nhá. Ui à. Thủ hay chưa? Giờ đứng vừa dạng chân sẵn rồi á. Điểm số 10-17. Ừ, đúng rồi, Hồng Nam, anh Hồng Nam rất đẹp trai. Ui giời, một pha bắt đầu đúng không? Điểm số 18-10. Một pha bắt lưới. Cầu ngoài sân. Điểm số 19-10. Hải Đăng thua rồi nhá, Hải Đăng thua Đức Phát rồi. Thua 3 set. Úi giời. Điểm số 12-20. Úi dồi ơi, thủ hay chưa? Trận bên cạnh đôi Tú Huy đang thắng một set rồi nhá. Set thứ hai đang dẫn 12-11 hay 12 đều ạ. Hồng Khánh đang khởi động ạ. Hồng Khánh Thái Bình đang khởi động để đánh với đôi Đồng Nai. Thì em nghĩ đôi Hồng Khánh thắng thôi. Vì chị Hồng đánh hay lắm. Mọi người ơi, chị em chỉ quay được một trận thôi ạ. Không thể chuyển đi chuyển lại, nó mệt lắm. Chúng ta xem trận này đi. Biết đâu xem đấu thứ hai chúng lại đánh hay hơn. Ok, tí nữa em sẽ quay đôi nữ. Còn bây giờ xem đôi nam đi. Set đầu thứ hai.
Biết đâu sau thứ hai Bảo Minh Bảo Đức lại sung như sao. Điểm số 1-0. Em quyết định sẽ quay trận này ạ. Điểm số 1-1. Hay thế. Ui. Ngày mai sẽ đánh chung kết. Ngày mai em sẽ quay cho mọi người xem trận chung kết. Điểm số 2-1. Cầu trong sân. Điểm số 3-1. Ok, mọi người giúp em chia sẻ với em lên chợ Cô Lông nhá. Trận đấu rất là trận đấu hay mà. Điểm số 3-1, Tuấn Đức đánh như Kevin ạ. Anh Tuấn Đức đánh rất hay. Ui. Né nhưng không kịp. Bắt được một pha bắt lưới tốt của anh Bảo Minh. Điểm số 2-3. Cầu ngoài sân, điểm số 5-2. Mà là do chất lượng mạng của mọi người đấy ạ. Còn ở đây em thấy vẫn thấy bình thường mà. Điểm số 3-5. Ui. Mai chung kết thì như 7 giờ ạ. Ui dồi. Vẫn còn kìa. Ui. Trận bên kia hay thế. Ui. Điểm số 7-4. Ui giời, bắn lưới nhanh thế. Điểm số 5-7. Đôi Bảo Minh Bảo Đức này thì già hơn rồi. Đôi Tuấn Đức Hồng Nam trẻ hơn, khỏe hơn. Điểm số 6-7. Ngày mai em sẽ quay ạ. Em chào anh Quán Thanh Tùng. Cầu ngoài sân. Ủa, trận bên kia đang 20-17 kìa. Sân bên cạnh đang 18-20. Có thể đánh xếp 3 đấy mọi anh em ạ. Cầu ngoài sân. Điểm số 16. Sân bên cạnh đánh xếp 3 rồi anh em ạ. Ui giời, thủ hay thế. Ui. Hay thế. Điểm số 11-6. Anh Tuấn Đức vừa có một pha thủ cầu rất là hay.
Sân bên cạnh đôi Tú Huy và đôi Trí Đức Tuấn Anh thì đang đánh set đấu thứ 3 rồi ạ. Đang tranh nhau vào chung kết. Trận đấy đang tranh nhau vào chung kết. Cái gì ạ? Khu bác sĩ á? Hay có ma nhỉ? Ra mua hương chú. Thì có lại. Chị Linh cũng bị đúng không? Lại ông đi qua lại bà đi lại. Điểm số 72. Rồi. Ui rồi ôi ngoài. Vâng, Ngọc chắc chắn của đấy anh Đồng Nam định đập vào người của anh ấy nhưng mà không thành. Còn nếu mà chúng người thì hơi đau ấy nhỉ. Ui ôi sao tiếc thế. Sân bên cạnh đang xe đấu thứ 3. Ui. Chí Đức Tuấn Anh đánh hay ghê. Bốn anh em cùng ngủ một giường bơi vào quyết chiến nhau. Ui dồi. Bung vào móng chân ạ. Điểm số 13-8. Nói chung là chung kết thì Tuấn Đức Hồng Nam vào rồi. Còn bên kia chưa biết ai vào thôi. Nói thế cho anh Hồng Nam đánh hay mà. Thủ hay. Úi dồi. Cứ trêu con rùa đi. Chí Đức lại đặt trận đấy đánh hay quá. Vâng, một pha dứt bông chân tết máu. Hay thế. Giờ sân bên cạnh đang diễn ra rất căng thẳng anh em ạ. Sân bên cạnh hai đôi trẻ của Hà Nội đang đánh rất hay. Điểm số 14-10. Vẫn còn. Ok, một pha đập cầu tốt của anh. Và đập cầu rất tốt. Điểm số 11-14. Sân bên cạnh hai đôi trẻ Hà Nội đang đánh rất hay. Điểm số đang là 3-4 set đấu thứ 3. Nói chung Hà Nội đánh đôi hay hơn. Trời ơi. Anh Nam ơi, đây là giải đấu chuyên nghiệp. Nên là các vận động viên là các vận động viên chuyên nghiệp ạ. Bảo Đức, Bảo Minh ngày xưa số 1 Việt Nam đấy ạ. Hay thế. Vâng, mọi người sân bên cạnh đang... Ui. Vâng, lại bác sĩ. Anh em sang xem này một tí nhá. Cho anh em xem trận này hay lắm à.
Thủ Huy đánh hay quá anh em ạ. Điểm số đang 7-3 rồi. Học thì học thấy sân bên cạnh đánh hay hơn. Mọi người cứ thích xem cơ, thích xem bên này. Học thấy sân bên Thủ Huy đánh hay hơn chứ. Vậy anh học lại toàn 3 tiếng. Không, em 1.000 giờ. Sướng quá. Điểm số 7-3. Điểm số 4-7. Điểm số 5-7. Cười rất đẻo nhá. Vâng, một pha cười rất đẻo. Cười đẻo là hay ăn cầu ở đầu lắm. Anh Bảo Đức nghe vẻ rất thích nằm ra sân. Nói chung Bảo Minh Bảo Đức thì yếu hơn nó, yếu hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa đánh hay hơn nhiều. Vâng, bây giờ thì bụng to hơn mông rồi. Trọng tài tên là Quốc Học ạ. Trọng tài sinh năm 1999. À đâu, trọng tài chứ nhầm. Trọng tài á, em thích xin ai. Ở đây có Bảo Minh vậy. Điểm số 18-13. Có vẻ Hải Đăng vừa đi qua. Hải Đăng có vẻ đang rất buồn. Điểm số 19-13. Không sao hết. Đập cầu tốt, điểm số 20-13. Ui. Hay quá. Điểm số 20-13 rồi anh em ạ. Hải Đăng thua anh Đức Phát ạ. Hết rồi.
Chúc mừng anh Tuấn Đức Hồng Nam ạ, đã vào chung kết đôi nam. Ui, Tuấn Đức trận này đánh hay thế. Sân bên cạnh điểm bao nhiêu rồi? 13-10, 10-13. Tú Huy đang dẫn set đầu thứ 3. Chém cầu không qua lưới, điểm số 11-13. Tí nữa thì bay iPhone X. Đừng có rơi mày. Điểm số 12-13. Ui, 13 đều. Xem trận này đi anh em. Hay thế. Ui, vẫn còn kìa. Ui. Ui. Mọi người đợi nốt trận này em sẽ quay trận nữ nhá. Các bạn nữ đợi tí. Nữ bây giờ mới đang khởi động thôi. Điểm số 14-13. Trận này là trận bán kết 2 đôi nam. Hai vận động viên đều ở Hà Nội hết. Đập cầu tốt, điểm số 14 đều. Chí Đức trận này đánh hay thế. Gọi Đức béo.
chết rồi. Giờ một pha rơi sạc dự phòng. Anh em có thể thấy Đức Béo hô rất to. Đức Béo đang rất rất quyết tâm. Chí Đức ít tuổi hơn, Chí Đức cũng còn trẻ lắm, Chí Đức sinh năm 2002 mà. Nhưng đang rất quyết tâm. Hay thế. Điểm số 17-15 rồi. Trận anh Tuấn Đức Hồng Nam ăn ạ. Điểm số 17-15. Chém cầu không qua lưới, điểm số 16-17. Trận này Chí Đức đánh hay quá. Phát cầu không qua lưới, 18-16. Đây xếp ba anh ơi. Đôi trẻ đang sung hơn. Đập cầu tốt. Điểm số 17-18 thôi ạ. Em bị loại rồi anh Minh ơi. Em gặp Hải Đăng loại rồi. Hay quá, trận này kịch tính quá. 17-18 rồi nhá. Hay thế Đức ơi. Đức Béo trận này hay thế nhỉ. Đức Rùa. Gọi Đức Rùa. Béo. Đức sinh năm 2002. Đánh hay. Em thua 21-19, 21-18 ạ. Điểm số 19-17. Tỉnh đòn thế. Công ngoài mà. Chúng ta bắt trong thì là trong. Điểm số 20-17. Chúng ta xin chuẩn bị chúc mừng Đức Béo này. Ý 18-20. Đấy, chiến thuật dừng. À đúng rồi, Chí Đức 2K1, anh nhầm. Điểm số 18-20. Xếp 3 anh ơi, xếp 3. Khả năng là Đức Béo thắng. Đang dẫn 20-18. Ui kìa. Cái gì đây? Cái gì chỉ đây? Vâng, chúc mừng xin chúc mừng Chí Đức Tuấn Anh. Chí Đức trận này đánh xuống nhé.
Hết rồi. Hết các. Xong rồi mọi người ạ. Hết các trận rồi. Nhưng còn trận nào nữa? Còn một nhóm một trận thôi. Trận đua nữ Đồng Nai. Ngày mai sẽ diễn ra cái trận chung kết ạ. Ngày mai em sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ hết rồi. À, bên bên Đồng Nai đang dẫn ạ. Ok, ngày mai em quay mọi người xem nhá. Bây giờ em đi về đây. Thích xem nốt trận này à? Thích xem bình luận viên không? Trận này đang 11-9 đang nghỉ giữa hiệp mọi người ạ. Vâng ạ. Xong rồi. Thôi mọi người, ngày mai em lại quay mọi người nhé. Bây giờ em đi về đây ạ. Bây giờ muộn rồi, em đi về đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem nhá. Hôm nay lên được 1.000 người xem. Bây giờ em phải đi về rồi ạ. Thầy em bắt về rồi. Ngày mai em lại quay cho mọi người xem nhá. Em có nào chả đẹp trai. Bây em đi về đây. Bye anh em nhá.